đúng rồi, đúng rồi. Đủ rồi đấy. Tôi cứ đi 500. Năm trăm đánh anh 1 triệu đến 500 nguyên. Đánh 1 triệu. Tôi mới sợ đâu mà. Bằng cái bằng gà chứ còn. Đòn đỏ của tôi thì nó ok chứ làm sao. Bỏ thôi. Em đánh không em? Có. Đánh đi. 1 triệu bằng bằng. Chị ở đây. Từ từ để xem ai nhá. Cứ thêm đi, cứ thêm đi, cứ thêm vậy. Thêm triệu nữa. Ai ơi, để xem ai ạ. 1 triệu, thêm 1 triệu. Ừ. Wow, không quen, người quen. Thế đây rồi ai. Ra bán đi. Còn 2 triệu. Còn 2 triệu à? Ừ. Em, ok. Ơ, em cả anh ạ. Dạ. Ơ, thế là tiền lô của anh nhà. Ơ. Tiền lô anh. Gọi cho mày, mày cứ tắt máy, mày ngồi đây anh bà. Điện thoại iPhone 13 của em hôm nọ cắm rồi. Khổ lắm. Thế tiền đâu của anh nhà ơi. Anh để em đánh nốt hôm nay thì em gửi anh. Như thế em mai nhá. Vâng, không được. Nhưng em về báo nhà. Anh ngồi xuống chơi. Hai triệu. Đó, người yêu đẹp phải đấy, đúng không? Vâng, bạn gái. Thêm 2 triệu nữa. Ừ, lấy anh nốt vào đấy. Rồi anh xin chân anh. Theo đấy. 8 điểm. Mẹ sao anh gọi thì phải nghe chứ. 9 điểm này. Đâu em cắm xe, cắm máy rồi anh ạ, khổ lắm. Cắm máy rồi anh. Ờ, thế này. Rồi, giờ đây anh. Anh có tiền về đấy. Đánh cái gì, đúng không? Đánh lương anh. Đánh lương gà 1 triệu. Em ngồi nhau ngồi đây đánh gì? Ngồi ngồi có gì đâu. Không phải ra ngay ngồi. Vâng, nó nợ ít tiền lô. Không biết đâu, ngồi ra ngoài nhá, tôi đánh bạc thì chỉ biết đánh bạc nhá. Ngồi đây. Ngồi ra kia. Tôi ngồi đây. Rồi, đấy rồi. Nào, đàn tôi không biết đâu, chia bài đi em. Không, nợ nần gì liên quan đến các anh đâu. Không biết đâu. Em chia bài em, chọn bài chia đi. Gà như nào nhỉ? Năm nhà. Gà đi em vào rồi đấy. Gà triệu à? Gà triệu. Ừ, đấy cho anh với. Năm nhà. Anh thông cảm nhé, xong em gửi gì đâu. À, tiền đâu rồi anh phải chuẩn đấy chứ. Điện thoại em cắm vào đây, giờ đang dùng con iPhone 8 đấy này. Rồi anh em cũng phải nói nhiều đâu. Vâng. Chia mạnh nhé. Vòng nào nhỉ? Từ em. Vòng như nào cũng được. Ơi giời ơi, thế từ nãy giờ là chia như nào? Ừ. Cứ vòng đồng hồ đó. Từ nãy giờ bọn em có được thắng đâu anh mà biết chia nào anh. Bây giờ mới được một ván đấy anh ạ. Đánh này, tôi cả hàng đánh này. Anh em gái. Ơi, bỏ. Bỏ à? Vừa lên, được vừa chia cái đã bỏ 2 triệu. Đúng rồi, tịt, các anh tắt. Anh bảo anh đã ăn tiền em, anh không có tiền giả, anh chết được rồi, bỏ rồi. Bảy nước. Bảy nước em ăn đi. À, xài. Mày bốc thế nhỉ, mới vào anh làm quả 2 triệu. Vào ấy, để xem sống gió nó như thế nào. Đấy, chủ lợi đấy. Cầm tiền về đi em ơi. Cầm hết tiền về chưa? Đấy, còn 1 triệu, nặp 100, 500 nữa. Rồi. Anh này ôm lô mà. Đóng đủ rồi. À, anh ôm lô. Thế qua chỉ cộng rồi là 200 ấy hả? 100 ấy, đây. Ờ, ừ, 100 trước rồi, 100 trước mày trả rồi, 100 này. Đúng không, một em, ừ, rồi, đúng rồi. Ừ, thôi không nói chuyện đấy nữa. Ờ, thôi, chia đi. Ông này cũng cái gì, ông lao cái gì nhỉ? Ừ. Ôi trả ấy, đi 1 triệu. Không thêm lên bài luôn, đi 1 triệu. Thằng cu em này. Cho anh em phấn khởi. Đánh đi em, của em đấy. Vào 1 triệu. Triệu bỏ à? Bàng mạt. Bỏ luôn. Cái 7 nước em ơi. Mấy? 7 em gái rồi à? 9 nhỉ. Ôi trời, to thế nhỉ. Biết đánh đấy. Dài đấy. Đuổi, câu mình vào để mình đuổi. Cầm tiền, chờ cái cầm tiền về đã. Cái xếp tiền gọn đi đã, không thì lộn xộn. Rồi. Rồi hết tiền rồi. Tiền quá. Đây này. Nhiều em đóng cho anh luôn đi. Nhiều tiền quá thì giả cho người yêu luôn đấy mà. Ra để cày để xem tối nay có thắng không người già. Chia đi. Đây một cái ra. À, anh ông anh lần có lấy lại tính lại không? Chưa cái bơm thôi. Hả? Lấy bao nhiêu? Bốc chia em. Chia đi chia. Còn hơn 100 đấy. Ý là còn hơn 100 thôi. Ý là còn tiền lãi không thì để em. Sai rồi. 5 hả? 5 ngàn đúng rồi. Đúng rồi. Chia rồi. Thôi. Lại cái lọt sổ người ta bấm nhiều hơn của người ta chả tính ông làm nào làm giả đi. Anh em mỗi người mỗi việc. Em gái ư? Em đánh đi. Mạnh dạn nên 500 được không nhỉ? 1 triệu, 1 triệu đi. Ít nhất phải đánh 1 triệu em ơi. Triệu. Đánh triệu thì mới gỡ được cho người yêu chứ. Bỏ rồi. Yeah. Ủa. Tôi bỏ luôn. Ăn luôn đi. Cứ đang bỏ như thế. Vui em. 5 nước. 5 ăn đi. Ôi giời. 4 nhỉ? Cần lạn này. Sao lại nói người yêu của tôi thế không ấy? Mẹ thằng này chả con gì đấy. Gà vào đi. Có lớn có trẻ ông ấy nói thế. Đủ chưa? 1, 2, kéo cái à? 3, 4, 5 đủ rồi. Cái có ẩm đẩy hay như nào không?
Thôi không biết nha, tôi chỉ nhà 500 nha. Đang làm gì làm chật không người ta quét dọn nha. Em ơi anh gà 5 triệu anh ơi. 1 2 3 4 luôn. 5 6 5 triệu. Tôi ông chơi 2 triệu. Ôi, em ăn gà đấy không chịu. 5 triệu nữa đi. 2 triệu ra ngoài. Thôi em gà với em này đó. Tôi chơi lên bài tôi đánh 1 triệu. 3 4 em gái đánh đi. Anh phải đánh 10 triệu nhá. 10 triệu ok anh. 1 triệu bằng mặt anh gái. Thêm 2 triệu nữa. Anh em mình khác đánh đây khác thì đánh lô đúng không anh? Đúng là tiền mà. Anh. Em thêm 2 triệu đấy. Anh bỏ. Đây cũng bỏ. Gì? Kìa. Anh bỏ anh mấy điểm anh gửi ra cho em xem. 4 điểm. 10. Mấy 2 triệu đúng không? 1 2 triệu này. Thêm 1. Thôi anh ăn rồi. Anh 8 điểm. 9 đây này. Ồ xem ăn đi. Anh ăn ở đây rồi coi. Mấy điểm em? Em 8 anh ạ. 9 bỏ vào mồm. Bây giờ rơi hết cả tiền lên thế này. Cầm tiền lên đi, để trộn bài đấy. Tôi làm gà cho mày hai nhà này. Ai nữa? Đâu? Chưa gà đâu. Bỏ rồi, tôi bỏ rồi đấy. Còn nhà này nữa anh ơi. Đây đây anh gà, anh có bốc cái chưa? Thiếu một nhà. Bà số này bốc cái chưa? Anh gà rồi chứ. Ông nhà gà chưa? Thiếu tôi. Với em nữa, em một nhà chịu em ơi. Mày... Đây em chưa vào, em chưa đây. Đây, chưa vào em. Mày cứ quên. Ok, anh không gà. Ai nhỉ? Chứ mình như chưa ai nữa. Anh mày anh 5 triệu nhỉ? 10 triệu chứ anh. Giờ anh mày anh 5 triệu đi. 10 triệu đi. Nhà này vào đi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triệu. Còn trong là 5 triệu. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 5. 5 phút em gọi. Đấy, còn trong 5 triệu. Ok, anh đi. Triệu này. Triệu à? Triệu đi triệu. Thêm không? Căng thế nhỉ? Chịu rồi, 6 nước bài đâm vào làm gì? Bỏ à, nhà kia bỏ à? Từ. Đây. Mấy là cân nhỉ? 2 triệu à? 2 1. Triệu. Em vào nó mất mấy chục rồi. 1 này. 2 này. Ui, em gửi cho anh nó gì em đang được mà 1. 2 3 4 5 điểm bài. 5, 5 điểm gì? 5 điểm chết nhá. Thêm 5. 2 thêm 5. Thêm 5 á. Thêm 5 á. Ừ. Bỏ đi anh, xem điểm ấy. Anh gửi anh. 5. 5 anh chết rồi. Em 9 cơ. 9 cả đến kinh nhỉ. Vâng. Đây nhá, bây giờ đây là 10 từ 10 triệu này, là 20 triệu em gửi anh tạm trước 20 triệu nhá. Ờ ok. Đây là còn 80 triệu nhá. Vâng. Thế anh có tiền rồi đó. Mày quá, lên 9 điểm. Vào đấy, mấy chục rồi. Vào đi. Nhà này, tôi làm gà không? Tôi làm gà thì đủ chứ. Nhà kia 4 nhà. 4 nhà. Nhà này. Đồng tự. 1 triệu, triệu xong đúng không? Em đóng cả chồng em chia bài đi. Cứ vào rồi mà, vào đủ 5 rồi. Thì anh bảo thế, hiểu không? Anh ơi, 20 đi. Còn riêng như nhà nào 5 triệu? Ok luôn. Tiền nào nó trả là tiền. 5 triệu đánh nhận rồi. Bây giờ nhận 20 đi. Ok. Không xem bài đánh luôn 1 triệu cho nó máu. Đang dày. Theo 1 triệu. Thôi em bỏ cái này. Anh bỏ. Anh bỏ đấy. Em đánh với anh mấy điểm anh? 5 điểm. 5 điểm thì không được rồi. À bỏ hết à? Bỏ rồi. Ui em 9 điểm tiếp này. Ui đỏ. Cả làm bài nhỏ quá. Thế thì bây giờ là 20 còn 60 nhá. 60. Đỡ phải sang tiền nữa. Vâng. Tiền nào mà chẳng là tiền. Anh giúp két lên nha anh. 2 nhà này. 3 nhà này. Bác là đánh bao nhiêu anh ơi? Đấy. Anh mày đánh 30 đi. Anh vào chưa? Anh vào chưa anh? Anh bốc cái đi. Ok anh. Anh vào chưa đấy? Anh vào rồi. Em tưởng chưa thì em vào cho. Anh mày đánh 30 đi. Ok anh. Tôi với cái đánh 3 triệu. Nhận không? 3 triệu thôi rồi. Ok nhận hết. Hết lực rồi. Hết đạn rồi. Ôi giời ơi. Một triệu. Em gái. 1 triệu à? 1 triệu có 5 triệu. Tôi bỏ luôn. Đặt 5 triệu. Rồi anh. 5 triệu á? 7 điểm. 9 điểm. Anh ăn đi. Là vừa nãy em còn 60 giờ còn 90 đúng không anh? Lên 90. À lên 90. Lên 90 em ơi. Thế mà em và anh đánh phát là 50 đi. Anh ấy 40 đi. 50 đi anh. Vào cho anh con gà này. Đánh một phát 50 nhá. Ôi cứ đánh 30 okay. Thôi. Hả? Ok. Được không anh? Ok anh. Bao nhiêu? 50 đi. Nhiêu? Ok anh chia đi. Ok. Đây. Đấy anh chia vào này.
anh vừa được ăn phát rồi. Ừ thì mà anh thua ba cái tay rồi nên là năm đục nhá, 30 được. Đèn thật tịt đây. Anh em. Anh đi cơ mà mày đã đi đâu mà em triệu. Anh bảo rồi. Nào cái bao nhiêu? Em và anh ở ngoài anh to giờ trong này đánh 2 triệu nó bé. 1, 2, 3, 4, 5, thêm 5. Bây giờ bao nhiêu em cân đấy? Em 7 triệu. Hạt nhân bỏng thì thôi bỏ. 1 này. 2. Thế đánh tiếp. Nếu đánh đi thì em thôi gì nữa. À Tưng à? Tưng Hà à? 5, 6, 7. Em thêm 2 triệu cho anh nữa này. 2 triệu là... 7 triệu các anh. 7 triệu. Tiếp nhỉ? 2, 3... 4, 5, 6, 7, anh cho 7 đúng không? 7 triệu đúng không? Em 2 triệu bằng đúng không? Ừ. 2 triệu, thêm 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triệu. Bao nhiêu cân anh? 10 triệu. 10 à? Chắc chỗ này đủ. Đủ, đủ thừa. 2, 3, 4. 5, tiền bà chị 6, rơi này. 7, ừ để đấy tí chị nhặt. 8, 9, đấy, 10. Mày. Thêm 2 triệu nữa đi. 12 triệu. Thêm tí cho vui. Đánh ngoài 50 à? Bỏ ạ. Bỏ thì người thôi, em với anh cho này ăn đấy. Không cần, không cần thương con này. 6. 6 thì anh chết với em rồi. Em 9 cơ. Còn 40 nhá. Ăn đi em, ăn đi. Thua, chị thua. Cho nó ăn, tôi cân đâu. 40 nhá. Đổi đúng theo à? Heo bây giờ hay nhà... đóng gà cho anh luôn. Đóng gà cho anh luôn. Đây đóng gà cho anh luôn. Đâu đâu đưa anh bốc cái à? Thêm gà. Ông lấy không? Không có tiền thì ông vay luôn. Đánh đi xong con này lo gì. Ông này hết tiền rồi à? Chưa vẫn còn. Ông lấy không? Lấy không? Đây đóng luôn. Đâu còn thì bỏ vào đi. Đây anh đóng rồi mày ông nè. Không có đóng rồi, tôi đóng rồi. Ông cãi nhau, tóm lại ông đánh nhau. Đó nhiều không? Có anh nữa hay hết thì nghỉ. Có đánh. Bảo bà chị bơm nhá. Ê, anh mà đánh cái này 40 đi. Hả? Đánh chục vừa nãy em là anh bao nhiêu? Bốn còn 40. Đánh cái 50 đi. Đánh 40 cho tròn. Đánh 50 đi. Rồi ok em. Đánh đi chị. Ơ em. 1 triệu đi. 1 triệu và 3 triệu. Tự tin quá nhờ. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Cho 1 xếp. 3 triệu à? 1. Chết mẹ không điểm thôi. 4. Còn 2 triệu. Là bao nhiêu, tổng bao nhiêu thì cân đây? Tổng 5 triệu. 5 triệu, cân. 1 này. 1, 2, 3, 2 triệu nữa. Em bán này phù rồi đấy. Anh à, anh à. Thành 9 triệu. Em thêm cho anh 1 triệu nữa. Ừ, em hết thế tiền rồi. Thế là 6 triệu à? Ừ. Đấy, cân cho em hết tiền rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ông kia. Bỏ rồi. Bỏ từ nãy rồi à? Lên thôi. 6 đây, còn em. Cái 7 nước. Ừ. À, em vào nữa không? Em cân rồi. Vứt mấy triệu là cân này? Ờ, anh theo 6. Theo cân này. 4. Mấy triệu bảo à? 6. Cân. Bấm xem nào. Có tí người thôi. 9. 7. Em ăn rồi. Ăn rồi. 9 ăn. Ừ. Thế này 90 triệu nhá. Rồi. Mấy em không lên. Ở đây thì được ở kia, hiểu không? Vô ơi, đi, vô tiền về đi, để chị xem sau ra. Ok. Vẫn 50 anh nhé. Ok em. 10 triệu anh. Ok. Anh vào chưa? Bốc vào rồi. Bốc gà đi ok. Thiếu một con gà nhá. Anh vào rồi đấy. Chết đi. Ông nào quên, à ông kia nghỉ chơi à? Anh như nào? Thiếu một con gà ơ. Vào rồi, còn 1 triệu. Vợ, nhà chồng chưa? Chị vào rồi, còn anh vào chưa? Anh đây, anh vào chưa? Thế bảo anh vào chưa, còn anh vào chưa? 50 triệu chưa? Vâng, vẫn 50. Ba tay nữa rồi. Đánh nhanh đi. Chưa lên 2 triệu. Chưa lên bài 2 triệu. Em kìa. Bao nhiêu rồi? Để 2. Vẫn 2 triệu. 2. Vào chưa? Thêm 2 nữa đi, cho nó vui. 2 giờ. Bùa. Đen thế nhỉ, có 5 nước bài. 50 triệu ngoài này. 2 triệu đúng không? Hai vợ chồng nhà này cân 2 thêm 5. Hai vợ chồng bỏ thế nhỉ? Ăn luôn nhá. Này, bán gì, kịp. Bán gì? Đấy, con còn ngửa nhà à? Kia mà 9 điểm cơ. 9 đi ăn rồi. Mà để em ăn đi, anh không ăn đâu. Em ăn đi, anh bỏ tẩy đi em. Chia bài đi. Đây em 9 anh này. Thiếu 500 nha. Đóng tẩy cho vợ, đây. Thiếu 500 này. Rồi. Anh với em còn 40 nhá. Vâng. Cái này 50 đi.
50 vâng, ok. Anh vào xem rồi đấy à? Đây, tôi kiểm tra. Vào rồi. Đúng không? Ông không phải kiểm tra, tôi kiểm tra. Đây là bốc cái này. 3 nhà này. Đúng. Nhà này. Đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Cheers. Anh gửi đây, đúng không? Úc chín anh gửi. Ừ. Anh em phải đánh mạnh lên. 150 đúng không? Rồi, anh yên tâm. Em có nước, em phải đánh đi chứ. 150 mà em đem đánh cái đường mà. Em phải lên được nước, có ánh chứ. Em phải có nước, phải đánh chứ. Em phải 10. Anh em 4 nước, em bỏ rồi. 10 đâu? Sao nào? 10 có gì không? 8 rô. 18 rô. Em có quy rô để em thắng anh này này. Ừ, không... bao nhiêu? 2 triệu đấy. Em đen 2.5. Cái nhà này kiếm gì hết. 2 3 4 5. Đúng rồi. 3 4 5 6 7. Thế là nó gỡ đồ đấy. Thế đồng nào không? Thế bây giờ em bao nhiêu thì cân nhỉ? Em 5 triệu cân. Theo luôn. Nào. Thôi, ngồi đi. Đang định thêm. 8 nhỉ. Ôi giời, bao nhiêu? 8. Nhưng đây 9 này, ông nhanh này. 10 triệu này. Là coi như vậy thôi, anh cứ đợi em 10 triệu đi. Anh cứ đợi em 10 triệu đi. Nhá. Tối em làm cái gì nô. Được, anh cứ đợi em 10 triệu đi. Nhá. Tối nào thì báo lô phải không? Ok em. Tối anh ghi em gần 99 nữa. Rồi. Nhìn điểm. Tí nữa mày nhà mày. Thế là bây giờ anh đợi em 10 triệu nhá. Ok em. CVK 680 này đã xuất hiện trở lại rồi. Sau 1 năm là bị cháy hàng. Dòng máy đánh bài là đẳng cấp nhất bây giờ này. Mình sẽ test cho các bạn xem này. Người chơi là báo rất nhanh này, đặt số báo luôn này. Đấy, báo luôn. Này. Đặt này, chưa rút tay báo này. Đấy, rút tay báo luôn này. Đấy cái đầu tiên, cái thứ hai, góc quét nó rất là rộng này. Từ bên này này. Đấy, từ bên này đi sang này, sang bên này này. Này, tiếp tục này, tiếp tục này, sao? Rộng không? Rất rộng đúng không? Đấy. Ngoài ra máy này cầm trên tay nó vẫn báo bình thường. Đây. Đấy. Cầm trên tay vẫn báo này. Trộn một cây ra này. Còn độ chính xác thì là 100% rồi. 1, 2, 3, 4. Số 0. Đấy 8 điểm này. Số 0. 8 điểm là cao nhất rồi. Thấy chưa? Nhìn này. Thử lại nhá. Ví dụ đang chơi ở chế độ chơi là 4 người. Bây giờ mình chuyển thành 5 người. Mình chỉ cần ấn một phát ở đây này. Đấy, 5 người. Đây. Đấy, cầm này. Này, cầm trên tay này. 3 đúng không? Mình sẽ bốc 3 cây ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 người, 7, 8, 9 này. Nhà này 7 điểm này. 8 điểm này. 8 điểm này. 6, 7 điểm này. Bài mình cao nhất đúng không? Còn đánh thì nó phải dùng bằng tai nghe siêu nhỏ này. Đấy, tai nghe nó bằng hạt đỗ tương này. Đút vào lỗ tai thì ai nhìn thấy, đúng không? Chỉ một mình nghe thôi, ok.